Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Hòa Vang khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 3 nhằm kiện toàn các chức danh cán bộ chủ chốt. Trên cơ sở tờ trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện, các vị đại biểu Hội đồng thống nhất bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang đối với ông Phan Văn Tuôn, Phó Bí thư huyện ủy, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện với 26/31 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 83,8%. Từ tờ trình của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đơn vị đại biểu thống nhất bầu ông Phan Duy Anh, huyện ủy viên giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang, nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu bầu 27/31 đạt tỷ lệ 87%. Cũng tại kỳ họp, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện thống nhất miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang do được phân công điều động giữa các chức danh chủ chốt ở các địa phương và phòng ban chuyên môn huyện.